Thì ông no, thì bay đi đâu, à, gà trong mấy cây, ông mặt trời bây giờ lại trên chứ không có. Đây còn đây chín nữa nè con. Wow. Ui giờ nó dai dữ vậy. Rồi. À, đây kia bò hai xuống cho con. Nghe chi? Bóp đi con, Ngon lắm á. Ngồi xuống. À, à. Wow. Gì sao con? Có hoa mật luôn. Đâu? Hoa nào? Wow. Hoa mật. Hay rồi đi bố. Này. Wow, đẹp quá. Hoa mật nè. Để con tìm hoa mật nữa nha. Con hút xem, Bây giờ bố sẽ gỡ cho Chi hút mật nè. Mình gỡ này ra. Lấy cái nhụy. Cái vòi. Đây nè, đây nè. Nè. Bố này. Mật đâu rồi bố? Nè, con sẽ hút cái đầu này nè. Mình sẽ có mật ngọt. Con hút thử xem. Có ngọt không? Ngọt. Chút chút đúng không? Nó chỉ mật ở chỗ đó đó. Các bạn ơi, đây là hoa mật nè. Uống thử đi các bạn. Con hút đi. Uống đi các bạn. Uống thử nha. Ngon lắm các bạn ạ. À. Ăn mình phải bóp đúng không? Cho nó ngọt đi. Bố hút thử đi, ngon không? Ngon không? Đây. Ê. Wow. Chín này con ơi. Chín nè. Bố ăn thử trước à? Thôi bố ăn đi. Không ăn đâu. Ngọt quá. Ngọt lắm. Bố ăn bột sữa này. Chị ăn bột sữa bố không? Bột sữa. Ngọt quá. Nguyên cả cây trái nào cũng chín hết nè. Chín hết rồi. Mấy quả thôi. Vài quả. Quả nào cũng chín mềm hết rồi. Bây giờ mua hái quả này cho to nha. Hái quả nào cũng được. Thấy. Chắc chứ. Này. Nè, ngồi xuống. To chưa? Không ăn đâu. Không ăn hả? Thế bố ăn hết luôn. Không. Ui sao? Ăn về chứ. Mang mấy quả khác, bố ăn quả này trước. Ừ. Ú chà. Ôi, một sữa chín cây luôn. Ngon chưa? Ăn đi. Ngon chứ? Bố ơi, hút hoa mật này đi. Hay là bây giờ hái hoa này tặng mẹ đi. Ngọt quá Chi ơi. Bố ơi, hái hoa với con này tặng mẹ. Chiêu xíu nữa, bố ăn quả này đó. Ngọt quá trời ngọt luôn. Con hái hoa gì đó? Đâu bố xem. Cái hoa màu tím hả? Hoa như bên này nhiều nè. Màu tím. Bố cho con nè. Bố xem nè. Đúng điều luôn. Bây giờ mình đi lên cây mình hái đi. Có bên này nè con. Đây nè, bố thấy rồi nè. Đi. Qua đây. Ừ? Bố ơi. Tại sao này? Trên này cũng có. Con nhìn nè. Hoa bò. Điều sai ghê chưa? Hai đi. Ôi, quá trời trái này chắc còn non. Bố kiếm quả chín cho. Đây, cái chín nè. Đây con. Ăn nữa. Cái này dính mũi cho áo nha. Nó đen xì cái áo luôn á. Thôi bố cầm ăn đi. Bởi bố hái quả khác cho. Nhiều nè. Đó, quả điều. Cái này. Thơm lắm á. Ăn đi. Ăn hả? Bố ăn thử chứ nha. Vô nè. Bố ăn nè. Bố cầm đi, vô tay con. Sao nào? Này. Bố cho Chi xem nha. Không có gì. Khá ngọt.
Ngon. Thôi rồi đi đi ăn mè đi. Mè hết rồi. Chi làm gì đó con? Có đi nhổ cái tre hả? Bôi. Ơi. Bây giờ hai một cái cành này để ăn đi. Nhưng mà có một tí thôi. Mới ngon. Con có một tí ngon nè. Bé người đâu? Ra đây. Để xem dê. Bố vào chuồng bắt một con dê về cho con. Con gọi dê đi. Có một cái mê này này nữa nè. Chị ơi, có một con bò con mới đẻ nè con. Con bò con kìa. Bò con kìa, nhỏ xíu kìa. Con thấy chưa? Wow, dễ thương quá. Wow. Sao bố không vào được? Rào rồi con, ông rào đâu vào được. Bố ơi, bây giờ đi chơi chỗ khác đi. Đi, mình đi ra vườn chơi đi. Để mấy con bò này với kìa. Chị ơi, có quả bưởi kìa. Cái bưởi kìa. Ồ, wow. Đã chưa? Con chạy ra đi. Con chạy ra đi. Hai bò đi. Mọi người đang giờ là bố đội lên cho cuốn. Đây hái đi. Thôi nó còn xanh, chưa ăn được đâu con. Nó còn xanh. Để con đóng bóp coi. Con làm gì á? Khoe tay rồi. Con đấm mạnh quá mà, ra con đấm lại xem. Ồ, chị đang tập võ. Đau tay chưa? Không biết chín chưa nhỉ? Chắc còn nhỏ. Chín rồi. Đấy. Con đá xem tới không? Lên trên con đá thử xem tới không? Sút. Sút. Cố lên đá sút xem tới không? Đá. Mình tập võ đi. Cho bố tay con đi. Đôi giỏi, cái nữa, giỏi. Tìm hoa gì uống mệt đi chứ. Tìm hoa gì bây giờ? Bố. Kìa. Bố thấy ngoài kia có nhiều hoa kìa. Đi theo bố, Hoa này không biết có hút mệt được không? Wow, bố thấy ở đây có nhiều ong nè. Sao vậy? Ong đang hút mệt nhiều chưa? Nó gì con? Wow. Hoa này xinh quá à. Có dàn hoa mận luôn. Bố hút thở này. Con hút đi. Nè, bố thấy cái ong ruồi nó hút nhiều nè. Thôi, hai ong ở bên này con biết. Biết đây con biết đây là hoa gì không? Không biết. Đây là hoa cây gai mắc cỡ. Cỡ là đúng gì? Rồi, hoặc là cây hoa trinh nữ. Wow. Là đẹp làm sao? Đẹp chứ sao không đẹp? Đây. Bói đi ngửi đi. Wow, quá trời ong rùa luôn con, nhiều ha. Ừ. Nhìn xem, nhiều quá trời nhiều luôn. Nó đang hút mật kìa. Rồi đã. Nhiều quá trời nhiều ong luôn. Nhiều. Nhìn một tím rồi con thấy nhiều hoa kìa. Quá trời ong luôn. Ông nó hút mật buổi sáng rồi. Chị hết có bài. Chừng nó là chín. Chị. Là chị hết bài chị ông đâu đi. Chị ông nó. Chị bay đi đâu. À gà trong mấy cây. Ông mệt chơi bây giờ. Này chơi như con nó. Đi đó hay. Chị bay. Nè chị ông bay nè. Đợi sao nữa? Chị bay đi tìm mật. Gì nữa? Đây là bay đi tìm mật đây. Làm gì nữa con hát tiếp đi. Xem cuối cùng là gì. Chị vẫn em bố mẹ cho mà ông nuôi đời. Sai rồi, chị quên bài hát rồi. Bài hát lại xem. Chị ông nâu. Chị ông nâu. Chị
lên với con đi chứ. Con trèo lên, con trèo lên. Cảm ơn, đi lên với con đi. Đi, đi, cùng mình cùng đi. Cho cái này. Đây. Bố leo lên cái điều. Nguy hiểm. Bố leo lên cái điều, chị leo với bố không? Hay quá, ông con lên đi. Này, con lên đây, bố kéo con lên. Con chào được không? Con chào cây được không? Lên đây. Con leo lên trước đi. Con thử xem con leo được không? Con sợ té quá, sợ nó cao lắm. Thế bây giờ bố bé con lên nhá. Hi. Chà chà. Đó, một tay con vịn, vịn lên cái cây. Cái nhân gì ạ? Đầu xanh hơn con. Nghe con vịn ở đây nè. Rồi đó. Được chưa? Được rồi. Đó. Con ngồi xích vào. Này nè. Rồi, không té đâu, con ngồi thế này. Một tay để đây. Đó. Con... Bố lấy lá điều bố ném con. Ném nè. Ném nè, hay chưa? Lá đẹp chưa? Đẹp rồi. Bố ơi, khi nào người nào mà cầm nhiều nhất? Người nào hay à? Mùa xuân đến rồi. Gì nữa? Bố ném con à? Ây da. Ừ. Con cầm nhiều nhiều vào. Nhiều như này. Ủa. Bố sẽ cầm nhiều luôn. Để bố thả nè. Chi nè, chi nè.